mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Việt Nam Anh Châu. Thì các bạn ơi, hôm nay mình có dịp đi Cần Thơ đó, mình ghé ngang một cái shop mua bán máy ảnh đó, để mình sẽ lựa một cái máy ảnh, máy quay phim dài, quay những cái video thật đẹp cho các bạn xem nha. Cùng vào Jack Shop với mình nha. Thank you.
Nó có thể thử noise, có thể là chỉnh HFR hoặc là chỉnh slot hoặc vlog theo mọi thứ. Còn những cái máy này là chỉ quay thông dụng về anh chị post lên YouTube hoặc là Facebook bình thường thôi. Nó không có tinh chỉnh gì nữa. Em gọi chung là máy ảnh phổ thông. Đó. Rồi chỉ muốn mua một cái máy quay chuyên nghiệp thì tất cả mọi thứ rất là cần càng. Còn mua về xài. Còn vấn đề thứ hai nữa là chỉ muốn quay chống nước thì chỉ có Osmo Action nè, hoặc là GoPro Hero Black hoặc là Sony RX2. Đó. Và những cái máy là thứ ba nữa là vấn đề quay ban đêm. Ban đêm mình phải trợ con đèn mà ánh sáng nó mới rõ nét, và bình thường nó sẽ bị ế. Cái này nó không có chống rung không? Chống rung trên ống kính thôi, chứ không chống rung trên thân máy. Là con nói nhẹ thôi chứ không có nhiều. Cái con Osmo á, nó chống rung mạnh lắm, rồi nó dưới nước nữa, cho nên là giá của nó cũng mềm nữa. Cho nên chắc em đặt cái kia quá. Đặt hàng cái kia đi. Nếu là chị cho em một số điện thoại của chị đi, khi nào Osmo Action em có em mới liên hệ với chị sau được. Còn Hero Black thì ngày mai có hàng. Hero thì chị thấy nó không bằng Osmo. Chị muốn thích Osmo thì 0913 709 703. Chị tới về cái này lúc em thích nó này. Rồi cái đó nếu mà con không có cái chân để tặng nó luôn, mà con có cái chân để gắn cái chân đó thì con mua rồi đó. Rồi có tặng hãy nhớ. Không tặng hãy nhớ gì, hiện tại là cái sản phẩm hãy nhớ và chân. Vậy khi mà chị mua chân chứ hãy nhớ thì giảm giá 10% đến 30% phụ kiện. Ủa 8 triệu máy mà không cần. Không cần chị, 8.990.000 không cần hãy nhớ và chân máy. Chỉ cần chắc mình mua phụ kiện thì nó được giảm giá phụ kiện thôi. Có hàng em sẽ liên hệ với chị. Đó, tại vì hiện tại luôn là cái giá của phần rồi. Còn nhá mà khi cái lô hàng tiếp theo về thì em sẽ báo giá sau. Em muốn nói chính xác là không nói là giá 890. Lúc đó em sẽ điện thông báo với chị sau. Cái này bán máy qua sử dụng không? Máy qua sử dụng thì đa phần là máy DSLR, những máy ảnh chúng tôi rồi thôi. Chứ Action Cam không máy thì qua sử dụng. Chả thì chú muốn lên trực quầy, máy chụp gì vậy? Nó rồi. Ok, anh được. Ừ, cảm ơn. Chả thì
mình đã vào Techshop Cần Thơ để mua một cái máy ảnh về quay phim, nhưng mà không có còn hàng để mà mình cái máy mà mình yêu thích đó, thì chắc có lẽ là mình sẽ đi một chuyến ở thành phố Hồ Chí Minh để mà lựa một cái máy ảnh gửi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nha. Chào tạm biệt các bạn.